Mới về full thùng Makita nha anh em. Máy mới chưa xài ha. Em nó ra đời từ năm 2006 ha. Một máy 2 pin một sạc ha. Còn guarantee các thứ đầy đủ ha. Máy mới nguyên thùng chưa qua sử dụng luôn nha. 2006 ha. Bù lông Makita ha. TW bao nhiêu đây? TW200D nha anh em. 24V ha. Rất là mạnh ha. Nguyên thùng một máy 2 pin một sạc nha anh em. Pin này như nó không có cầm, anh em mua về trưng bày hay là làm lại pin gì thì ok nha, pin nó không có cầm nha, tại vì thời gian nó ngủ đông quá lâu rồi ha. 2006 hôm nay tới 2019 rồi, rất là lâu rồi ha. Mới nguyên thùng luôn ha. Đầy đủ phụ kiện các thứ ha. Một máy 2 pin một sạc thùng ha. Nó nằm như thế này. Thùng của nó đây. Thùng đấy, tem tiếc còn đầy đủ từ bên Nhật về luôn nha. Cái này lâu lâu mới có một con thôi nha. Em này em bán 3 triệu một bộ nha anh em. Một máy 2 pin một sạc. Em nói rõ luôn nha, pin không có cầm máy đâu nha. Anh em mua về thì chế lại pin ha. Nó còn mới nên em không có chế pin, em bán à. Bán để cho mấy anh sưu tầm hay là mua về xài thì làm lại pin nha.